Bản tin quốc tế tối ngày 20 tháng 2 Israel rút lữ đoàn dự bị cuối cùng khỏi Gaza khi quân đội nước này sắp kết thúc cuộc tấn công Khan Yunis. 26 nước EU, ngoại trừ Hungary cảnh báo Israel về cuộc tấn công thảm khốc ở Rafa. Đảng cầm quyền Hungary đề xuất quốc hội phê chuẩn cho Thụy Điển gia nhập NATO vào ngày 26 tháng 2. Vợ của ông Navalny nói rằng bà sẽ tiếp tục cuộc chiến của chồng chống lại Tổng thống Putin. Đài Loan tố chính quyền Bắc Kinh gây hoảng loạn khi cảnh sát biển Trung Quốc xông lên tàu du lịch của nước này. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 20 tháng 2 của DKN. Mở đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, Tuần trước, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã rút lữ đoàn dự bị cuối cùng khỏi giải Gaza, lữ đoàn 646, khi quân đội của nước này sắp kết thúc cuộc tấn công ở Khan Yunis. Theo IDF, quân đội của lữ đoàn lính dù dự bị lần đầu tiên hoạt động ở trung tâm Gaza và sau đó ở Khan Yunis trong những tháng vừa qua, đã tiêu diệt nhiều thành viên Hamas định vị vũ khí và phá hủy các đường hầm. Ngày 20 tháng 2, báo Times of Israel đưa tin, IDF đã rút phần lớn lực lượng dự bị khỏi giải Gaza trong những tuần gần đây để lại đội quân thường trực tiếp tục chiến đấu chống lại Hamas. Các quan chức quân sự của Israel cho biết, IDF rút những binh lính dự bị để giúp phục hồi nền kinh tế của Israel và cho họ nghỉ ngơi trước khi có thể bị triệu tập trở lại. Vì cuộc chiến ở Gaza dự kiến sẽ kéo dài cả năm và có lo ngại về sự leo thang ở phía Bắc giữa các cuộc tấn công hàng ngày của Hezbollah. Trong khi đó, cuộc tấn công chính của IDF ở Khan Yunis sắp kết thúc, mặc dù vẫn chưa xác định ngày chính xác. Các tiểu đoàn Hamas trong khu vực này đã bị giải tán, nhưng IDF dự kiến sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực để đạt được một số mục tiêu nhỏ hơn. Chuyển đến một thông tin có liên quan. Ngày 19 tháng 2, tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, ngoại trừ Hungary, đã cảnh báo Israel không nên thực hiện một cuộc tấn công ở Rafah. 26 nước EU cho rằng cuộc tấn công của Israel sẽ làm trầm trọng thêm thảm họa đối với khoảng 1,5 triệu người tị nạn vào thành phố ở rìa phía nam Gaza. Ngoại trưởng Ireland Michael Martin đã phát biểu trước cuộc họp Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU tại Bruxelles. Một cuộc tấn công nhằm vào Rafah sẽ là thảm khốc, điều đó là vô lương tâm. Sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, tất cả ngoại trừ Hungary đã kêu gọi đưa ra tuyên bố chung về sự tạm dừng nhân đạo ngay lập tức để dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài, thả vô điều kiện tất cả con tin và cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Tuyên bố được đưa ra dưới danh nghĩa Bộ trưởng Ngoại giao của 26 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và các nhà ngoại giao cho biết Hungary vốn là một đồng minh thân cận của chính phủ Israel là quốc gia duy nhất không đăng ký. Các bộ trưởng cho biết chúng tôi yêu cầu chính phủ Israel không thực hiện hành động quân sự ở Rafah. Điều này sẽ làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc và ngăn cản việc cung cấp các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp. Israel đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố cực nam của Gaza, nơi mà họ gọi là pháo đài cuối cùng do Hamas kiểm soát sau gần 5 tháng giao tranh. Israel cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn náu trong dân thường, điều mà nhóm chiến binh này phủ nhận và nói rằng các biện pháp đặc biệt đang được thực hiện để tránh thương vong cho dân thường. Tuy nhiên người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU ông Joseph Borrell đã cho biết sẽ không thể ngăn chặn được cái chết của dân thường. Ông Borrell nói chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Israel để họ hiểu rằng có rất nhiều người trên đường phố Rafa và sẽ không thể tránh khỏi thương vong cho dân thường. Điều này chắc chắn sẽ đi ngược lại sự tôn trọng luật nhân đạo. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi Israel tôn trọng luật nhân đạo. Nhưng bà nói rằng Israel có quyền tự vệ vì rõ ràng các chiến binh Hamas vẫn đang hoạt động từ Rafah. Bà nói điều quan trọng nhất là Hamas phải hạ vũ khí của mình. Chuyển đến một diễn biến khác. Ngày 20 tháng 2, đảng Fidesz cầm quyền của Hungary đã đề xuất rằng quốc hội nước này nên bỏ phiếu phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển vào ngày 26 tháng 2. Đảng Fides cho biết trong một tài liệu, nhóm của chúng tôi mong muốn ủng hộ nỗ lực tham gia NATO của Thụy Điển, đồng thời yêu cầu chủ tịch quốc hội đưa cuộc bỏ phiếu vào chương trình nghị sự của mình vào thứ hai tới. Đảng Fides chiếm đa số lớn trong quốc hội. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO gần 2 năm trước, đánh dấu thay đổi lịch sử về chính sách được thúc đẩy bởi cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Hiện tại Hungary là thành viên chưa phê duyệt cho Thụy Điển vào liên minh quân sự này. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, Pan Johnson, đã hoan nghênh tin tức về kế hoạch của Hungary. Ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã ra tín hiệu rằng quốc hội nước này có thể sớm phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển khi nước này triệu tập phiên họp mùa xuân mới. Ông Orbán nói: "Thật tốt là tranh chấp của chúng tôi với Thụy Điển sẽ sớm được giải quyết." Ngày 19 tháng 2, ngoại trưởng Peter Szijjarto đã cho biết Hungary có thể thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng với Thụy Điển nếu Thủ tướng Úc Gritterson đến thăm Budapest. Chuyển đến khu vực Đông Âu Ngày 19 tháng 2, bà Julia Navanaya đã cho biết bà sẽ tiếp tục cuộc chiến của người chồng đã khuất Alexei Navalny vì một nước Nga tự do và kêu gọi những người ủng hộ phản đối Tổng thống Vladimir Putin. Lời kêu gọi này diễn ra chưa đầy một tháng, trước cuộc bầu cử tổng thống gần như chắc chắn sẽ trao cho người đứng đầu Điện Kremlin thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Trong một tin nhắn video dài 9 phút, đầy giận dữ, bà Navanaya, 47 tuổi, đã cáo buộc ông Putin giết chồng của bà, cắt đi một nửa trái tim của bà khi làm như vậy và cướp đi người cha của hai đứa con của họ. Bà Navanaya nói trong thông điệp video có tựa đề Tôi sẽ tiếp tục công việc của Alexei Navalny. Tôi muốn sống ở một nước Nga tự do. Tôi muốn xây dựng một nước Nga tự do. Không rõ bà Navanaya nói từ địa điểm nào, nhưng bà không ở nước Nga. Bà Navanaya đã tham dự một cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Bruxelles vào ngày 19 tháng 2. Bà Navanaya đã cáo buộc chính quyền Nga giấu xác chồng bà và chờ dấu vết chất độc thần kinh Novichok biến mất khỏi cơ thể ông. Bà đã không đưa ra bằng chứng, nhưng cho biết đội ngũ của bà sẽ công bố thông tin chi tiết về kẻ đã sát hại chồng bà bà navanaya nói trong video vladimir putin đã giết chồng tôi bằng cách giết alexei putin đã giết chết một nửa trong tôi một nửa trái tim và một nửa tâm hồn tôi nhưng tôi vẫn còn một nửa còn lại và nói cho tôi biết rằng tôi không có quyền bỏ cuộc tôi sẽ tiếp tục công việc của alexei navani tiếp tục chiến đấu vì đất nước của chúng ta Tuy nhiên dưới quan sát đánh giá, việc tiếp tục trận chiến của ông Navalny chứa đầy khó khăn và nguy hiểm. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lãnh đạo phe đối lập từ bên trong nước Nga gần như chắc chắn sẽ dẫn đến việc bắt giữ và bất kỳ nhà lãnh đạo nào làm như vậy từ nước ngoài sẽ bị Moscow coi là một con rối nước ngoài do tình báo phương Tây kiểm soát. Ông Alexey Levinson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu văn hóa xã hội tại trung tâm thăm dò dư luận Levada của Nga, đã nói với hãng thông tấn Reuters. Nếu bà Navanaya làm điều này ở nước Nga, khả năng cao bà ấy sẽ kết thúc ở nơi người chồng quá cố của bà ấy đã đến. Nếu bà ấy làm điều này từ nước ngoài, kết quả sẽ giống như đối với tất cả những người bằng cách nào đó cố gắng tác động đến các quá trình diễn ra ở Nga từ nước ngoài. Và theo tôi, không đạt được nhiều thành tựu. Video kháng cáo của bà Navanaya không được truyền thông nhà nước Nga đưa tin. Một nguồn tin giấu tên được một số phương tiện truyền thông Nga dẫn lời nói rằng Bà ấy có thể sớm bị tuyên bố là đặc vụ nước ngoài. Cơ quan quản lý nhà tù cho biết, ông Navani, 47 tuổi, bất tỉnh và đột ngột qua đời vào ngày 16 tháng 2 sau khi đi dạo tại trại giam Polo World, nơi ông đang thụ án 30 năm tù. Ngày 19 tháng 2, Ivan Zidanov, đồng minh của ông Navani, dẫn lời một nhà điều tra cho biết việc khám nghiệm tử thi của ông Navani sẽ mất 14 ngày. Phương Tây và những người ủng hộ chính trị gia Navalny cho rằng Tổng thống Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Navalny. Điện Kremlin đã phủ nhận sự liên quan và nói rằng những tuyên bố của phương Tây rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm là không thể chấp nhận được. Ông Putin vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về cái chết của ông Navalny, nhưng điều này càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây do cuộc chiến ở Ukraine. chuyển đến một điểm nóng khác, eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 2, phía Đài Loan cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan gần các đảo do quốc đảo này kiểm soát, gần bờ biển Trung Quốc vào hôm thứ hai ngày 19 tháng 2, đã gây ra sự hoảng loạn cho người dân Đài Loan, nhưng quân đội Đài Loan không có kế hoạch can dự. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối của quốc đảo này. Đài Loan đã cảnh giác với những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh nhằm tăng áp lực lên quốc đảo sau khi ông Lại Thanh Đức đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng trước. Trước đó ngày 18 tháng 2, Trung Quốc tuyên bố rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sẽ bắt đầu tuần tra thường xuyên và thiết lập hoạt động thực thi pháp luật xung quanh quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát. Sau cái chết của hai công dân Trung Quốc chạy trốn lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khi đi vào vùng biển hạn chế gần Kim Môn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã cho biết, vào ngày 19 tháng 2, 6 sĩ quan bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã lên một chiếc thuyền du lịch Đài Loan chở 11 thủy thủ và 23 hành khách để kiểm tra kế hoạch tuyến đường, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn. Họ đã rời đi khoảng nửa giờ sau đó. Ngày 20 tháng 2, bà Khuân Bia Linh, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại dương của Đài Loan, nói với các phóng viên bên lề quốc hội. Rằng chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã làm tổn hại đến cảm xúc của người dân chúng tôi và khiến người dân hoảng sợ." Bà nói thêm, "Điều đó cũng không phù hợp với lợi ích của người dân bên kia eo biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển và văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này." Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nói với các phóng viên tại quốc hội rằng để tránh căng thẳng gia tăng thêm, quân đội sẽ không can thiệp vào vụ việc. Ông Khâu nói, giải quyết vấn đề một cách hòa bình không leo thang căng thẳng. Tuy nhiên một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan phát biểu với điều kiện giấu tên nói với Reuters rằng họ tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn biến những gì đang xảy ra xung quanh Kim Môn thành một sự cố quốc tế. Quan chức này cho biết, chính quyền Bắc Kinh lợi dụng vụ Kim Môn với cái chết của hai công dân Trung Quốc là một cái cớ để gây thêm áp lực lên Đài Loan và ông lại thành đức. Ngoài ra, Trung Quốc còn gây áp lực lên Đài Loan về việc Đài Loan mất một trong số ít đồng minh ngoại giao còn lại là Nauru vào tay Trung Quốc và thay đổi đường bay ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Đài Loan trước lễ nhậm chức của ông Lại Thanh Đức vào ngày 20 tháng 5. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Tổng thống đắc cử Lại Thanh Đức và chính phủ Đài Loan đã bác bỏ tuyên bố của chính quyền Bắc Kinh và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.